Xin chào các bạn, bên Việt Nam và bên Mỹ luôn. Bữa nay là mình học mấy cái từ về tập thể thao, về exercise, về sáng sớm. Ngày nào Phúc cũng không phải ngày nào mà lúc mà mình xuyên đó thì mình thức dậy sớm, mình đi tập thể thao, mình đi tập thể dục. Hồi nhỏ mình có cơ thể đẹp, mình không có quý trọng. Giờ mình lớn tuổi, 45 tuổi rồi, mình bắt đầu mình thấy mình hơi béo béo phì phì ra. Chắc chắn là ai cũng vậy hết phải không? Mình phải cố gắng mình giữ sức khỏe của mình phải exercise, là mình phải tập thể dục thể thao. Bạn nói lại một lần nữa đi. Exercise. Cái đó là tập thể dục, tập thể thao, exercise. Thường tôi, mỗi lần tôi exercise, tôi có cái iPhone của tôi, rồi tôi cũng có cái này là tiếng Anh á, mình kêu là earphones. Ok, nó có một hai cái từ cho tiếng Anh. Người ta xài là earphones or earbuds, earphones. So mấy cái này là họ kêu là earphones ở bên Mỹ. Thì thường là tôi ít giận nhạc lắm. Mỗi lần tôi exercise là tôi ít giận nhạc lắm, tại vì tôi thấy là nhạc thì cũng good, cũng ok, mà mình muốn đầu óc của mình nó hoạt động luôn, mình vừa cơ thể mình vừa hoạt động mà mình muốn đầu óc của mình hoạt động luôn, thì tôi nghe mấy cái quyển sách mà người ta đang nói đó, thì quyển sách về kinh tế, quyển sách về kinh doanh, quyển sách về tiếng Việt là gì không biết nữa, như psychology, như là mình làm về cơ thể của mình, là về cái tâm lý của mình, về làm sao mà mình có thể thay đổi đời của mình có thể làm cho đời của mình tốt hơn, đẹp hơn, như vậy đó. Thì thường tôi thích nghe mấy cái quyển sách đó, không phải là về đạo, hay là không phải là về mấy cái đó, mà về chỉ có về về lời tốt thôi, phải không các bạn? So bữa nay mình học về exercise. Thường á, mỗi lần Phúc exercise á, là Phúc xài nó kêu, cái này là kêu là barbells. Cái tạ này á, mình kêu là barbells. Họ cũng xài cái từ khác nữa là dumbbells. Hoặc là một cái từ nữa là weights, là như là cân đó, cái tạ đó. Weights. Hồi mình nhỏ mình đâu có tưởng là cơ thể mình đẹp, mình muốn ăn gì mình ăn. Cơ thể vẫn đẹp vẫn. Mà bây giờ mình lớn tuổi thì mình thấy cái khó lắm, khó mà giữ cái cơ thể đẹp. Trong vòng chừng 3-4 năm nay tôi thấy tôi lên cân chừng, lên ký chừng 10 kg rồi đó. Mới chừng 2 tuần nay là tôi bắt đầu tôi tập lại. Ăn uống thì cũng bình thường thôi,
tôi thấy trong cơ thể của tôi là nếu mình ăn không đủ đó, mình ăn ít lợi đó, thì tôi thấy tôi dễ bệnh lắm, dễ bệnh cảm, dễ bệnh này bệnh kia, thì tôi cũng ăn bình thường thôi, và tôi chỉ có tăng thêm cái suất mà tập thể thao thôi. Thì tôi thấy cái mỡ nó bớt lại, mà cái muscle, cái bắp thịt đó, nó to thêm. Mắc cười, người ta nói là nếu mình nằm mơ về cái thứ tiếng nào đó là cái đó thứ tiếng gốc của mình. Tôi qua đây hồi mới 6 tuổi rồi, chắc chắn là tôi nằm mơ là tôi nghe tôi nói tiếng Anh không. Mà tôi có về Việt Nam nhiều lần, mà trong hoàn cảnh đó là cũng có 2-3 lần tôi về tới 1 tháng lận. Tôi thấy là sau khi tới cái cuối của 1 tháng đó, thì tôi bắt đầu tôi nằm mơ là tôi nói tiếng Việt không. Thì trở lại cái gốc Việt Nam sau khi 1 tháng, hy vọng sau đây là tôi sẽ ở Việt Nam lâu dài hơn và tiếng Việt của tôi sẽ tốt hơn nữa. Thôi bây giờ mình tập nói tiếng Anh, mình tập đếm bằng tiếng Anh đi, ok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cái exercise đó thì nó tập cho cái bắp thịt này, nó kêu là bắp thịt này, mình kêu là arms, bắp thịt tay đó, arms, arms. Tôi mới làm như vậy đó, là cái đó là kêu là stretch, stretch là mình stretch là như nó kéo dài đó, cái nghĩa của cái câu câu đó là như kéo dài, là giống như cái mình stretch, mình kéo dài cái bắp thịt của mình đó. Một lần nữa, stretch, stretch. Stretch. Ok, mình đếm đếm tiếng Anh một lần nữa nha. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mỗi tay là cái đó chừng 10 13 kg, là chừng 27 thao rưỡi. Mỗi cái cân đó, ok, thôi mà mình nói một lần nữa đi, tiếng Anh về mấy cái số. 1 1 1 là 1, 1 2 2 2 là 2,
three, three, three là ba. Cái chữ three á nó hơi khó cho người Việt, tại mình không có thường xuyên để cái lưỡi ngay giữa hai hàm răng đó. Thì bạn thấy nè, thì mình để cái lưỡi ở giữa hai cái hàm răng đó và mình thở ra three 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 three, thì mình mới nói mình mới mới đọc cái chữ đó đúng. Four four four. Tiếng người Việt mình thường thường họ người Việt mà nói tiếng Anh đó, cái giọng đó nó rất là lạ cho người người Mỹ mà cũng khó nghe lắm. Tại vì thường thường người Việt của mình mỗi lần nói tiếng Anh cái chữ mà cái cách nói mà sau cái chữ đó thường thường mình quên nhấn, như cái chữ for đó thì người Việt ưa nói là for for. Mình nếu mình đọc đúng đó, mình thấy f o u r á, người Việt không có đọc cái chữ r ở ngoài sau cái for. So nếu bạn đọc đúng á là for, bạn có cái r ở sau đó for, bạn đọc hơi nhẹ nhẹ thôi, for for. Five five five, thì bạn nhớ nhấn cái chữ ở sau đó, cái V ở sau cái số 5 đó là five five. Số 6 là six six six. Số 7 là seven seven seven. Số 8 là eight 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 eight. Số 9 là nine nine nine. Số 10 là ten ten ten. 11 là eleven 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 eleven. 12 là twelve 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 twelve. Cái đó cũng hơi khó cho người Việt Nam, thì bạn nói lại một lần nữa đi. Twelve twelve twelve. 13 đó là thirteen 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 thirteen. 14 fourteen 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 fourteen. 15 fifteen 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 fifteen. 16 sixteen sixteen sixteen. 17 seventeen seventeen seventeen. 18 eighteen eighteen eighteen. 19 nineteen nineteen nineteen. Và 20 twenty twenty twenty. Ok, thôi mình tập lại một lần nữa đi. Mình bắt đầu là số 16 đi, ok.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cái đó là 30. 30. 30. 30. Mắc cười lần đầu tiên tôi về Việt Nam. Hình như tôi về Sài Gòn trước mà tôi không có đi lại cái công viên lần nào hết. Mà lần đầu tiên tôi về Việt Nam, tôi đi lại cái công viên á, là ở Hà Nội. Sáng sớm mình thức dậy, mình đi lại công viên, mình thấy người ta tập thể dục, tập thể thao, rất là dễ thương. Nhất là mấy cái bà già, ông già ra ngoài rồi họ tập qua tập lại là stretch, thấy mắc cười mà cũng dễ thương lắm. Người ta hoạt động, người ta thấy rất là dễ thương. Có mấy cái cảnh Việt Nam, chắc người Việt Nam thấy thường xuyên mà không có thấy lạ gì hết, mà mấy người như người Mỹ về Việt Nam á, họ thấy mấy cái nhỏ như vậy đó rất là cute, dễ thương. Thì cái đó một chữ khác bạn có thể học là cute. 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 Dễ thương là cute. Bây giờ mình bắt đầu là 21 đi, 21 đi. 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23. 24, 24, 24, 24, 24. Hồi lúc mình nhỏ mình đâu có biết là cơ thể mình đẹp hoặc là da mặt mình thẳng và căng. Lúc sau khi 40 á, mình thấy nó hơi già nhanh. Mỹ thì nó già sớm hơn, thường thường là 30-35 là bắt đầu già rồi. Người ở đông mình thì thường thường tới 40-45 mình mới bắt đầu thấy già. Và hơn là tôi trong cái nghề thẩm mỹ thì hy vọng là trong vòng 20 năm nữa, 30 năm nữa tôi cũng vẫn giống y hệt như vậy, mà có thể cơ thể thì hơi khác, mà thì có thể giống y hệt như vậy. Okay. 25 là 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. Ah, mwah. 28. 28, 28, 28. 29, 29, 29, 29. 30, 30, 30, 30. Thì bây giờ mình đọc lại là cái chữ thì bây giờ vẫn biết là đọc tới 1 tới 9 là sao rồi. Bây giờ mình học mấy cái chữ 10 đi. So 30 là 30, 30, 30. 40 là 40,
40, 40. 50 là 50, 50, 50, 50. 60 là 60, 60, 60, 60. 70 là 70, 70, 70, 70. 80 là 80, 80, 80, 80, 80. 90 là 90, 90, 90, 90, 90. 100 là 100, 100, 100, 100. 500 là 500, 500, 500. 1000 là 1000, 1000, 1000, 1000. Nhớ mình bỏ cái lưỡi ngay giữa hai hàm răng đó. 1000, 1000. Nếu mình nói 100.000 đó là 100,000, 100,000, 100,000. Tôi nhớ là lúc mà tôi mới về Việt Nam lần đầu tiên tôi thấy cái tiền Việt Nam thấy quá khó để đếm, cái gì cũng 100.000, 500.000. Mà bây giờ cũng quen rồi, đi về mấy lần, về Việt Nam nhiều lần cũng quen rồi. Mà cái ngộ bên Việt Nam á, ai cũng thích từng đô, từng đô la, mà phải nó phải sạch, nó phải không có dơ, nó không bị rách, không này cái mấy cái đô la đó có nhiều giá trị hơn. Lần đầu tiên tôi về Việt Nam tôi đâu có biết, tôi cũng có mấy đô la nó bị rách này nọ, họ không có nhận, họ không có đổi cho tôi. Bây giờ đi lâu dài mình biết rồi. Thôi cảm ơn bạn để gặp tôi hôm nay. Thì xin bạn like rồi share cái video này trên YouTube, trên Facebook này nọ để cho bạn với mấy bạn của bạn có thể học thêm tiếng Anh và học thêm về đời sống ở bên Mỹ ra sao. Hy vọng bạn có một ngày tốt lành và một ngày bình an, một ngày phát triển hơn. Dạ, cảm ơn bạn. Bye bye.